nãy Nhật Quỳnh Hiệu ra vô đạo tràng cũng phải đóng góp, cứ dân hoài Nhật Quỳnh kêu hoài khổ lắm không con. Dạ Nam Mô Bích Tha. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh, kính chào đạo tràng, con xin được ôn bài pháp quốc kinh số 239. Dạ cảm ơn Bích Tha Na cho bài học. Anu búp bê na mê tha quy tô ca tô căng khá nê cam nô ra cha ta xê quân nít tha mê ma la ma ta nô anu búp bê na mê tha quy tô ca tô căng khá nê cam ma rô ra cha ta xê quân tha mê ma la ma ta nô mật trí theo tuần tự từng xa trừ dần như thợ vàng lọc bụi trừ cáo uế nơi mình. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. A nu búp bê na mê tha quy thô ca thô căng kha nê cầm ma rô cha rô ra cha tha xê qua nhiệt tha mê ma la ma ta nô anu búp bê na mê tha quy thô ca thô căng kha nê cầm ma rô ra cha ta sê qua nếp tha mê na mà la ma ta nô. Từ chút từ từ chút chút mà hay từng sát na một gỡ ngay ác mầm tợ vàng lọc bụi trong ngần cũng dường thế ấy chắc dần vế nhân. Và đây là bản khổ thơ của ngài hòa thượng. Còn thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tịnh Đạt đã tiên phong ông bài pháp cứu kinh số 239. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Thâm Má Chá Rí, cô ái Minh Minh Quát Tha Ná, Thích Kim Nhung, Cẩm Vân Sừng Đạo Minh Quát Tha Ná đã hoan hỷ lên kệ kinh. Mến chào Như Quang về vào đạo tràng. Và bây giờ đã đến giờ học bài mới câu pháp cú kinh số 240. Và cảm ơn Minh Quát Tha Ná cho bài học. Và Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với những lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tịnh Đạt giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng chỗ hoa lành rải tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng dị hơi viết lòng mở đạo dạy đời nhằm vườn lộc già ngày dời chân sang thuyết pháp đổ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng nói không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn đi tối mê cầu được
Trị tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá và đạo tràng, chúng con đang trang nghiêm thánh con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự ý nghĩa câu pháp của kinh số 240. Nhà sư có nghe được anh con không bạch sư? Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, sư cho con một tín hiệu để con dâng mít đến sư ạ. Bạch sư. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú lạnh tay và con kính dâng mít đến sầm con hồi hộp á. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, kính cảm ơn quý vị. À, kính bạch chư tăng kính. Tối nay diễn đàn kinh pháp cú chuyên đề chúng ta sẽ học đến câu pháp cú kệ ngôn số 240. Trước khi bắt đầu vào cái buổi chúng cũng tỉnh và quý vị chúng ta cùng hướng về tâm bảo làm lễ tâm tắc. Arahang samma sambuddho bhagava Buddhang bhagavantang abhivadhe Sokkhato bhagavata dhammo dhammang namassami Suppannato savaka sangho Mami. Thưa bạch chư tăng, kính thưa quý vị, kệ ngôn số 240 trên 423 câu đã sẽ được học trong đêm sinh hoạt tối thứ sáu hôm nay. Và nội dung câu pháp cú số 240 như sau. Ayam sawamalang samuthitang tathayatame vakkha evaithona caranang sani kammani nayanti dukkhan. Như xét tác sinh, sát sanh lại ăn sắc, cũng vậy quá lợi dụng, tự nghiệp dẫn cội ác. Tự như chất rỉ sét đã được sanh lên từ mảnh sắt, sau khi sanh từ mảnh sắt, nó ăn mòn chính mảnh sắt ấy. Tương tự như thế, các việc làm của bản thân đưa người đó có sự quá mức hay là kẻ lợi dụng đến khổ đau của Ngài Vinh Đái Chánh Thân. Và đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu qua về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp số 240. Câu đầu tiên đó là Ayasawa malang sumuthitang. Ayasa có nghĩa là sắc, chia theo số sơ cách mình dịch là từ sắc. Quá ở đây được ghép và tỉnh lược từ chữ ý quá. Ví như, tợ như. Ma lăng là rỉ sét. Ma lăng là rỉ sét.
Samuthitang. Samuthitang đã được sanh, đã được sanh ra. Câu thứ hai, Tatuthayatamekhadati. Ghép của ba chữ là Tatuthaya, khi đã sanh từ nó, khi đã sanh, và Tatuthaya, khi đã. Tăng là cái đó. Ê quá, chính, nhấn mạnh, chính cái đó, ê quá. Sắc ấy đó, chính cái mảnh sắc đó, đó. Chứ tăng ê quá là chính cái mảnh sắc đó, như cái tăng ma lăng, ê quá, cái mảnh sắc đó. Kha đá tí là ăn mất. Là ăn mòn. Rồi mình câu thứ ba, Ewang Atitho Nacharinang Sani. Ewang cũng vậy. Atitho Nacharinang, người có sự thọ dụng quá mức, người có sự thọ dụng quá mức, hoặc là kẻ lợi dưỡng. Lợi dưỡng xa ní là của bản thân. Rồi chúng ta đi vào câu thứ tư, câu cuối cùng. Cầm ý na yan tí đúc gà tình. Cầm mà ní là các cái hành động, các cái hành động. Danh tí là đưa đến, đưa đến. Tinh đúc cấp cảnh. Dạ, như vậy là chúng ta đã đi qua về cái phần ngữ vựng của câu kệ ngôn số 240. Một lần nữa, kệ ngôn cú số 240 có nội dung ya sa wa ma lang sa mo tu tha ya me wa kha da ti ta ti tho na cha ri nang sa ni kam ma ni na yan ti du ga tình. Ăn xây dựng dẫn dịch của ông Châu, ông Sư Thích Ni Phật. Tiếp chúng ta sẽ tìm hiểu về duyên sự của câu kệ ngôn pháp cú số 240. Duyên sự của câu kệ ngôn pháp cú số 240 liên quan một vị xuất gia, và liên quan tới một vị xuất gia tên là Đại Đức Thích Xá.
Mình chúng ta học kinh Pháp Cú thì quý vị, thỉnh thoảng chúng ta sẽ đọc được những cái mẫu rất là hay về Đức Phật, về người Việt, về đó có những cái sự kiện mà được tìm thấy ở trong Phật, nhưng mà trong thời chúng ta thì rất là hiếm. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp trong thời Đức Phật và thời của chúng ta bây giờ nó tương tự lẫn nhau. Chính vì vậy chúng ta sẽ học được cái thách thức của Phật giáo xử lý những cái sự kiện như thế nào. Ngoài cái việc mà sử dụng những cái để phán xử, hay là những cái kinh, những cái lời dạy của Đức Phật để mà sách tấn khuyến tu, bên cạnh đó những mẫu chuyện như thế này sẽ giúp cho người học Phật chúng ta có những cái niềm tin, những cái đức tin về cuộc sống thật của Đức Phật và Chư Tăng. Thì hôm nay chúng ta sẽ học được một mẫu chuyện liên quan tới một vị xuất gia, và cái duyên sự này cũng liên quan đến cái đời sống của một vị xuất gia. Câu chuyện này được xảy ra khi mà Đức Phật ngày ngự tại Chetavana, đề cập đến Tích Xác. Dạ, Đại Đức Tích Xác. Tương truyền rằng Đức Tích Xác là một cái vị xuất thân từ gia đình lễ giáo, và có một cái tư cách rất là đứng đắn, một vị xuất gia có một cái nết hạnh rất là trang nghiêm. Vậy vị Đại Đức Tích Xác này vẫn là một xuất gia, một vị tu sĩ còn phàm, chưa phải là bậc thánh. Một cái điều đó là khi mà Đại Đức Tích Xác này đi đi về miền quê đó, đi về để mà có những cái buổi lễ đó, an cư, Đại Đức có được dân cúng một cái tấm vải chưa có được mai thành y. Thì quý vị biết thì vải ngày xưa thì nó rất là, cái khổ nó rất là ngắn. Như Việt Nam ta mà có cái áo bò ba hay áo tước đó, thì đến thời thời điểm đó mà vải nó vẫn còn cái khổ rất là ngắn. Thì những tấm vải mà Đại Đức Tích Xác ngày dân được đó thì nó là những tấm vải, những tấm vải bình thường thôi, nó không có cái gì đặc biệt. Nhưng mà khi Đại Đức Tích Xác này về gửi cái tấm vải đó cho một cái người chị của mình, và cái người chị sau khi giữ giùm cái tấm của Đức Tích Xá thì nghĩ rằng cái tấm vải này nó có thô, nó còn thô, nó bình thường quá với cái tài khéo léo của mình. Chị của ngài Tích Xá đã làm cho cái tấm vải đó trở nên mịn màng, tốt đẹp, có giá trị, bằng cách là chị của Tích Xá cắt xén và nhào nặng cái phương dệt vải của mình. Và khi Đại Đức Tích Xá quay lại để nhận cái tấm vải mai y thì cái tấm vải đó đã biến thành một cái tấm vải đẹp, có giá trị. Và Đại Đức cũng nằng nặc là không có chịu nhận,
và không có quả quyết là tấm vải này không phải là của mình. Nhưng mà sau khi chị gái trình bày sự việc đã tự tay mình thay đổi cái tấm vải thô sơ đó để làm thành một tấm vải tốt đẹp hơn, thì lúc đó Đại Đức Thích Xá nhận. Và thưa quý vị, là Đại Đức Thích Xá thì rất là tốt, có cái nó thành rất tốt. Nhưng mà khi mà có được cái tấm vải đẹp đó, rồi khi được mai thành một cái lá y mới và ưng ý, từ màu sắc, từ cái kích thước, từ cái đường chỉ mai, nói chung là từ cái chất liệu vải, tất cả mọi thứ rất là vừa ý với mình. Cho nên sau khi mai xong, hoàn thành cái tấm vải giặt nhuộm và chuẩn bị sử dụng đó, thì cái vị này có cái sự yêu thích, nó vượt qua cái sự ý của mình. Giống như là chúng ta có một cái, chúng ta muốn có một cái vật dụng nó vừa sức nhu cầu của mình thôi, giống như là một chiếc máy tính mà chúng ta dụng cho công việc văn bản, học hành hay là lướt web để tìm thông tin. Nhưng một quà bất ngờ, mình chỉ mong muốn một cái chiếc notebook bình thường thôi, giá trị cũng vừa phải cho cái nhu cầu của mình. Nhưng mà một món quà từ ba mẹ, từ cô chú ông bà, từ cái chiếc notebook bình thường, nó trở thành một cái chiếc máy tính đời mới, thì lại một cái chiếc MacBook đời mới chẳng hạn, thì cái giá trị nó gấp bội, và cái sức thu hút của nó hấp dẫn nhiều. Và đôi khi cái nhu cầu của mình nó chỉ là văn bản, nó chỉ là học hành, nhưng với một cái giá trị của chiếc bút, một cái chiếc máy tính hiện đại, thì bắt đầu sanh ra những cái điều khác. Tức là chúng ta có thể là đem khoe khoang, rồi chúng ta xem những cái rồi chúng ta làm cái chuyện, cái việc mà chúng ta học hành như là nhu cầu ban đầu. Nó cũng chuyện đó cũng rất là bình thường thôi, thưa quý vị. Đại Đức Tích Xá sau khi được cái tấm y vừa ý như vậy đó, thì rất rất là thích, mà thích vượt qua cái gọi là cái vừa ý. Và ban đầu thì Đại Đức Tích Xá chỉ nghĩ là cái tấm vải được nhân cúng đã thay mai thành một chiếc y cho vừa ý, vừa cái màu sắc của mình, vừa với cái thước tất của mình, vừa với lại cái ý thích, ý muốn của mình thôi. Nhưng mà không ngờ là khi mà hoàn thành một cái chiếc y, nó có cái sự thỏa thích, vừa lòng, quá sức tưởng tượng của mình. Thì nhưng mà bất hạnh thay, sau khi chiếc y đã được hoàn thành, thì vị Đại Đức Tích Xá này không có cái phước, không có cái cơ may để mà sử dụng một hết. Và ngay trong cái đêm hôm đó đó, Đại Đức đã bị bệnh. Ở duyên sự thì gọi là trúng thực và không có qua khỏi. Đại Đức đã quên cái đêm hôm đó. Và vì cái sự yêu thích cái chiếc y của mình, nó quá là nhiều. Và sau khi đã nhuộm giặt phơi xong mà chưa có dịp để mặc đó, nó quý quá, cho nên cái tâm dính mắc vào chiếc y nó quá là chặt chẽ. Sau khi thân hoại mạng chung, thì Đại Đức Tích Xá đã tái sanh thành một cái con rận, một con rệp, một cái con côn trùng nằm trong cái sắp y đó. Cái chuyện này thì quý vị có thể là cho là khó tin, giống như là ngụ ngôn,
Nhưng trong cái thời kỳ đó, thưa quý vị, với khả năng của một vị Phật hay là những vị có nhiều cái thần thông thì bất khả tư nghì, có thiên nhãn thông, có thiên nhĩ thông, có thể thấy một vật thể cách xa hàng vạn hàng cây số, và có thể nghe những cái âm thanh kể cả cung trời. Thì Đức Phật ngài ngài lắng nghe được cái tiếng gào thét của con rìu, bởi vì khi mà Đại Đức Thích Xá mất đó thì mới Chư Tăng định là sẽ chia bốc thăm để mà cúng dường cái lá y đó đến một vị Chư Tăng nào mà có nhu cầu. Thì cái con rìu đó nó hoảng hồn, nó sợ là bị mất cảng. Và chính công đại đức Đức Phật ngài nghe cái tiếng than vang sợ hãi của con rìu, Đức Phật ngài mới can ngăn Chư Tăng là hãy giữ chiếc y đó sau 7 ngày, đến ngày thứ 8 hãy hãy bốc, hãy phân phát cho một vị tỳ khưu nào đang có nhu cầu. Sau cái sự kiện đó, Chư Tăng cũng rất là làm lạ và bàn tán với nhau. Đức Phật ngài mới hay biết và ngài đi đến ngài hỏi, thì Chư Tăng bạch trình lên cái thắc mắc của mình. Đức Phật ngài giải thích tại vì trong cái sắp y đó có một chúng sanh tiền thân đó là Đại Đức Tích Xá, bởi vì quá yêu thích trong cái lá y của mình, tái sanh dính mắc vào cái lá y thành một con rìu. Nếu như trong cái thời gian 7 ngày tuổi thọ của con rìu đó còn sống, đụng đến lá y đó làm cho nó hoảng sợ hãi, thì cái, chính cái tâm sân đó, cái tâm hoảng hốt đó sẽ dẫn làm cho cái con rìu đó sau khi chết sẽ đi về địa ngục. Nhưng vì Đức Phật đã ngăn được, thì đến ngày thứ 8 con rìu đó đã hết tuổi thọ và đã tái sanh về cái cõi trời, cõi chư thiên. Do cái phước xuất gia của mình, do cái phước mà Đại Đức đã tạo được ở trong cái đời sống là Đại Đức Thích Xá, thì lúc đó Chư Tăng mới chia tấm y đó, nó không có gây hại đến chúng sanh khác. Và cái điều này trong cái trong tạng luật đó, thưa quý vị, cái điều này mà Tình Đạt không nhớ là trong tạng luật, chính cái điều này mà các vị trưởng lão, các vị hay nhắc nhở Chư Tăng khi mà chúng ta có bộ y mới đó, chúng ta cũng nên giữ vài ngày, rồi chúng ta hãy có sự kiện nào mà ví dụ như mất vị nào còn y mới trong tủ chẳng hạn, đồ đạc các thứ, thì cũng nên vài ngày, ít nhất cũng vài ngày, giống như trường hợp của ngài Tích Xá, để trừ cái trường hợp là quá yêu thích rồi một cái bảo vật nào đó mà cất giấu không có ai hay biết, rồi khi mà chết thì dính mắc trong đó thì mình lục mình lấy đưa cho Chư Tăng, hay là mình đem về cúng chùa, thì nó sẽ gây hại, giống như trường hợp của Đại Đức Tích Xá sau khi chết đã sanh làm một con rìu. Thì đó là một cái mẫu chuyện mà quý vị sẽ thấy đó là khó tin ở trong cái đời sống hiện tại của chúng ta bây giờ. Nhưng mà đó là những câu chuyện được các ngài trưởng lão, các ngài chú giải sư thuật lại, truyền miệng và được viết thành kinh sách ở từ thời Đức Phật cho đến thời bây giờ. Thì đó cũng là một cái điểm chúng ta cần phải lưu ý. Những cái chuyện ngụ ngôn ở trong dân gian đó là những cái chuyện không có thật, để mà rèn luyện, khuyên răn những cái người trẻ sống cho ngay thật, sống cho chân thật, sống sao không có lường gạt, giả dối, để tạo cái nền tảng đạo đức.
Và trong Phật giáo có những cái chuyện, câu chuyện như là bổn sanh, hay là những cái chuyện kinh pháp cú, những cái con vật biết nói và những cái con người biết nghe cái tiếng Phật. Thực sự thưa quý vị, thì đó là những cái lời chú giải mà được truyền nhau từ cái thời các tập Tam Tạng lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba, vân vân, và được chép kinh sách trên bia đá và lưu truyền cho đến ngày hôm nay. Thì những cái tích truyện đó được cái sự tin cậy rất là lớn. Và thông qua cái câu chuyện này và kết thúc cái phần cậy ngôn đó, thì Đức Phật Chư Tăng cuối cái thời pháp, thì nhiều vị tỳ khưu đã chứng đắc quả, nhất là quả Tu Đà Hoàn. Và một cái sự kiện xảy ra, và khi Đức Phật Ngài giải thích và nói cái câu kệ mà chúng ta hôm nay chúng ta đang học đây, đó là câu kệ số 240: như xác do sắc sinh, trở lại ăn thân sắc, ác nghiệp mình tự tạo, dẫn mình đến cõi lạc, cõi ác, dẫn mình đến cõi ác. Hoặc là câu như xác từ sắc sinh, sắc sinh lại ăn sắc, cũng vậy quá lợi dưỡng tự dẫn cõi ác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thông qua cái duyên sự hôm nay, ta sẽ thấy chúng ta sẽ thấy một cái vấn đề mấu chốt nhất là đối với vị xuất gia, những vị đã cạo bỏ râu tóc, khoác lên mình chiếc y, sống cái đời sống không có liên hệ với lại xã hội, sống cái đời sống khác với người đời sống của người thường cư sĩ. Thưa quý vị, đó là cái cách thọ nhận tứ sự. Cách thọ nhận tứ sự. Chính vì Đại Đức Tích Xá không có học và hành theo cái cách thọ nhận và thọ dụng tứ, cho nên hậu quả của việc đó làm cho cả một công phu cuộc đời xuất gia cũng như là tại gia sau khi chết phải tái sanh làm một cái loại bàn sanh là con riệp. Và may mắn thay, Đức Phật đã cản ngăn Chư Tăng chia cái tấm y, làm riệp nó không có phát sanh lên tâm sân và tâm sợ hãi, tránh được cái con đường đọa xứ. Bởi vì thọ dụng tứ sự ở trong Phật giáo, nhất là đối với vị xuất gia, nó quan trọng và nó làm cho cái tâm của vị xuất gia được sự chân chánh, thoải mái, và giúp cho cái người cư sĩ khi mà có phát tâm cúng dường hay là hộ độ các vị Phật tử đó cũng có được cái sự lợi ích to lớn. Hôm nay thì Tịnh Đạt xin chia sẻ với quý vị về cái vấn đề đó là thọ dụng tứ sự. Và cái thọ dụng tứ sự này tiên là cho cái vị xuất gia, nhưng thực sự người cư sĩ tại gia cũng rất là cần thiết nếu chúng ta áp dụng trong cái việc thọ dụng tứ sự. Thọ dụng tứ sự tức là chúng ta sử dụng những cái vật dụng xung quanh. Có bốn cái vật dụng cơ bản mà một cái người nào sống ở trong cái trên này chúng ta cũng cần một bốn cái nhu cầu cần thiết, đó là về y phục, về cái y phục để che thân. Thứ hai đó là về cái vật thực để nuôi mạng. Thứ ba đó là về cái chỗ cư ngụ hay là trú xứ, như nhà, như là cái vật che mưa che nắng. Thứ tư đó là thuốc trị bệnh khi mà cơ thể này có cái sự đau ốm. Thì bốn cái món vật dụng này gọi là bốn món vật dụng, tức là bốn món sử dụng thiết yếu cơ bản nhất của một con người. Bốn món vật dụng này được đề cập nhấn mạnh ở trong cuộc
sống của một vị tu sĩ như tứ thanh tịnh giới, một trong tứ thanh tịnh giới thưa quý vị, vị xuất gia phải luôn luôn nhớ rằng một vị xuất gia, một vị tỳ khưu thì luôn luôn phải giữ gìn và hộ trì cái giới luật của mình. Ngoài cái việc mà chúng ta họ giữ giới của một vị tỳ khưu, bên cạnh đó chúng ta cũng có nhớ về bốn cái thanh tịnh giới khi xuất một vị tỳ khưu. Tượng nhắc nhở thứ nhất đó là Patimokkha Sanvara Sila, hay gọi là giới bột. Thứ hai là Indriya Sanvara Sila, hay là thu thúc lục căn. Ba đó là Aita Parisuddhi Sila, hay là chánh mạng, sự nuôi mạng chân chánh. Và thứ tư đó là Paccaya Sannisita Sila, là cái giới về thọ dụng vật thực. Với một vị xuất gia hình thức thì rất là khỏe, tức là xuất gia học kinh, kinh hành thiền, quét sân chùa, coi như là bổn phận của một xuất gia rất là khỏe. Đời sống thì không có phải đi làm vất, cũng không có phải là tranh đua với cuộc đời, cũng không phải là phải đấu đá đen ở trong xã hội để tìm kế sinh nhai, cũng không phải là cũng quá khó khăn, chỉ ở chùa quét bảo, quét dọn chiền, tụng kinh niệm Phật, sống rất là nhàn hạ. Nhưng quý vị có biết đâu một vị xuất gia cần phải lưu ý rất là nhiều bổn phận của mình. Quý vị Tịnh Đạt nói đây không phải để cho quý vị tránh hay là quý vị kể công nữa. Quý vị, một vị xuất gia thực sự ra thì ngoài cái việc tụng kinh niệm Phật, quét dọn, giữ gìn được sạch sẽ, thì cái bổn phận của vị xuất gia rất là nhiều, rất là nhiều. Quý vị nói là cái vị xuất gia rất là khỏe, rất là muốn làm gì làm, muốn học thì học, muốn nghỉ thì nghỉ, muốn đi đâu thì đi. Nhưng mà quý vị có biết đâu sáng có nơi thì 4 giờ, có nơi thì 5 giờ phải thức dậy sớm, chuẩn bị nhang đèn, chuẩn bị hương hoa để mà cúng dường lên tam bảo và công phu buổi sáng. Sau đó là phải đi quét dọn, phải đi chuẩn bị, nhiều khi có những vị khách tăng, rồi nhiều khi có những cái đoàn Phật tử đến viếng chùa. Rồi tới buổi trưa thì bắt đầu có những nơi được cho phép thì ôm bát đi khất thực trong 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ, rồi quay trở về chùa chuẩn bị cơm trưa, là xem như là buổi sáng từ 5 giờ đến 11 giờ trưa. Sau khi dùng cơm trưa xong là không có nhiều thời gian. Và từ buổi chiều cho đến buổi tối thì chư tăng cũng phải ôn học những cái lớp học, những vị nào có khả năng thì đứng lớp dạy lại cho những cái người sau, những cái người nào mới thì ngồi trong lớp để mà học những cái điều mà chưa có biết. Rồi tới 5 giờ hoặc là 6 giờ lại chuẩn bị cũng giống như là hương hoa, rồi lau quét dọn để mà công phu chiều, tụng buổi chiều, hành thiền. Rồi buổi tối thì lại là trả bài, ôn bài cho buổi chiều, rồi tham gia những cái diễn đàn Phật Pháp để mà chia sẻ đến tất cả quý vị. Một vị xuất gia nhìn thì rất là khỏe, nhưng mà nếu đúng ra một cái bổn phận một vị xuất gia không khỏe chút nào.
Mấy vị thấy có nhiều vị là bận bận rất là nhiều phận sự, ngoài cái việc phận sự cho bản thân mình, rồi phận sự cho những cái vị khách đến thăm, rồi phận sự phải thuyết giảng các cái diễn đàn, các cái đạo tràng ở ngoài cũng như là ở trên mạng, xem như là một cái công việc rất là tốn cái năng lượng, không phải là đơn giản là cạo đầu đắp y trở thành một vị xuất gia ăn trên ngồi trước, đi có người rước, đợi về có người đưa, vân vân. Nếu quý vị nhìn như vậy thì một vị xuất gia nó không có giá trị gì hết theo cái tinh thần của một cái đời sống xuất gia. Và cái câu chuyện duyên sự hôm nay mà Tịnh Đạt muốn nhắn gửi, thưa quý vị, đó là cái vấn đề thọ dụng tứ sự. Thọ dụng tứ sự nhìn bên ngoài nếu mà không có tìm hiểu thì một vị xuất gia thọ dụng tứ sự quá dễ dàng. Người ta không hiểu đó thì ta nghĩ là tu hành để mà tích góp tài sản, tu hành để mà nhận của đàn na tín thí. Nhưng mà quý vị có biết đâu khi thọ vậy, vị xuất gia cũng có bổn phận phận sự phải nên và làm cho đúng cách. Nếu không thì sẽ rớt vào những cái cách thọ dụng sai và mang lại cái hậu quả rất là to lớn, cũng giống như là cái hậu quả của Đại Đức Tý Xá mà chúng ta đang học. Chính do là Đại Đức Tý Xá không có biết cách và quên đi cái cách thọ dụng trong cái duyên sự này, là thọ dụng cái lá y, một trong cái bốn cái vật dụng. Bởi vì nếu mà không có cái sự học hỏi biết cách để thọ dụng tứ sự đó, thưa quý vị, thì sẽ rớt lại hai cái trường hợp trong bốn trường hợp mà Đức Phật Ngài không có khích lệ. Thứ nhất là sử dụng vật dụng như là một kẻ trộm, một kẻ cướp. Đây là bốn cái cách sử dụng vợ tứ sự của một vị xuất gia. Thứ nhất, nếu không khéo, không học hỏi, không có biết cách thì sử dụng vụng giống như là một kẻ trộm, một kẻ trộm cắp. Thứ hai là sử dụng vật giống như là kẻ mắc nợ. Thứ ba là sử dụng vật dụng như là của di sản. Di sản ở đây là di sản của Đức Phật. Thứ tư là sử dụng vật dụng như là người chủ. Cách thứ ba là ám chỉ cho những cái vị bậc thánh hữu học và bậc thánh vô học. Khi mà các vị bậc thánh hữu học sử dụng vật dụng đó, y áo, vật thực, chỗ ngủ và thuốc men, những cái vị là những cái vị đã cố gắng nỗ lực và thành công trong cái việc đoạn trừ phiền não, nhưng còn trong cái giới hạn là một vị thánh hữu học. Nhưng mà vị này rất là xứng đáng để thọ dụng cái tứ sự giống như là của di sản, của truyền thừa Đức Phật Ngài để lại. Và cái cách thọ dụng thứ tư là của một vị A-la-hán vô học. Vị này đã đoạn trừ tất cả các phiền não, không còn cái ham thích. Vị này sử dụng tứ sự cũng giống như là người chủ sử dụng tài sản của mình, không phải là như kẻ trộm hay là kẻ cướp. Còn trường hợp thứ một, thứ nhất và thứ hai, đây là trường hợp mà Ngài Đại Đức Tý Xá đã mắc phải. Đó là sử dụng tứ sự như là kẻ trộm, kẻ cắp, và sử dụng tứ sự như là kẻ mắc nợ. Sử dụng tứ sự như là kẻ trộm, kẻ cắp là sao, thưa quý vị? Đó là một vị xuất gia, một vị tỳ khưu không có giới, hay là gọi là phá giới. Phá giới ở đây có những cái mức độ: phá giới nhẹ có thể sám hối, phá giới hơi nặng thì có thể bị phạt và sám hối, và phá giới không thể nào cứu chữa được, đó là Paricca.
Thì những cái vị xuất gia như thế này, khi mà thọ dụng tứ sự, thưa quý vị, giống như là kẻ trộm hay là kẻ cắp của ai? Đó là kẻ cắp của tăng, sống chung chạ với hình bóng của chư tăng có giới đức để mà hưởng ké. Thí dụ Phật tử họ đến chùa vì cái công đức của một vị trưởng lão, danh tiếng niên cao lập trưởng, có đức hạnh trong sạch, Phật tử đến cúng dường tam bảo, và chính cái sự cúng dường đó, những cái vị xuất gia ở cận kề không có giới đức được hưởng lây, được hưởng ké. Thì chính cái sự hưởng ké này, đó là thọ dụng tứ sự như là kẻ trộm cắp của những cái vị có giới đức. Và cái cách thứ hai đó là thọ dụng vật thực tứ sự như là kẻ kẻ mắc nợ. Kẻ mắc nợ ở đây là một vị xuất gia có giới đức trong sạch, có giới đức trong sạch, là một vị xuất gia chính đáng, chính chắn. Nhưng do vì khi trước khi thọ dụng tứ sự, trong khi thọ dụng tứ sự và sau khi thọ dụng tứ sự, trong ba thời đó không có biết cái cách hay là phương pháp để quán tưởng. Trước khi thọ dụng, trong khi thọ dụng và sau khi thọ dụng, trong ba thời này không có cái sự quán tưởng về tứ sự đó sử dụng tứ sự đó, thì vị này được xem là vị thọ dụng tứ sự như là kẻ mắc nợ. Thì quý vị biết là cái kẻ mắc nợ đó mắc nợ của thí chủ của đằng Na Tính Thí đó, thì không có thể vùng vẫy vùng cho khỏi chỗ sanh tử được, giống như là vẫn còn sự có vay có trả, có nợ thì chúng ta phải có trả trong vòng sinh tử luân hồi này. Và ví như là người thiếu nợ không sao đi đến xứ nào theo sở thích được. Cho nên quý vị xuất gia, chúng ta quý vị xuất gia đó, khi mà thọ dụng vật thực đó, dù mặc dù là mình chúng vị xuất gia giới đức có cái giới trong sạch, nhưng mà cũng phải học cái cách quán tưởng, giống như trường hợp của Đại Đức Thí Xá. Có giới đức, có cái hạnh rất là tốt, nhưng mà khi mà thọ dụng cái tấm y, mai tấm y xong chuẩn bị mặc cái mặt á, thì không có biết quán tưởng mà quên đi cái cách quán tưởng trong cái lúc mà thọ dụng cái tấm y đó. Cho nên kết quả khi mà chết thì cái tâm dính mắc vào cái tấm y đó nó quá lớn, nó quá mạnh, khiến cho phải chịu cái quả khổ đau, sanh làm cái loài bàng sanh. Và lại nữa thưa quý vị, chúng ta nhắc đến cái việc thọ dụng tứ sự bằng cách quán tưởng. Nếu không có sự quán tưởng thì dù cho một vị giới đức, có giới đức, cũng khó tránh được cái sự mắc nợ đối với đằng Na Tính Thí. Và quán tưởng là quán tưởng như thế nào thưa quý vị? Quán tưởng là quán tưởng như thế nào? Ở trong trong đạo Phật chúng ta có cái bốn cái bất dụng, và có tổng cộng là bốn cách để quán tưởng, bốn cách quán tưởng trên bốn cái vật dụng, thì tổng cộng có 16 bài để quán tưởng. Và trong 16 bài quán tưởng đó, hai cách quán tưởng được, ba cách quán tưởng được cho là trước khi thọ dụng, trong khi thọ dụng, và một cái cách quán tưởng là sau thọ dụng. Ở đây Tịnh Đạt cũng xin dẫn chứng một vài trường hợp để cho quý vị được hiểu rõ hơn. Thứ nhất là quán tưởng về cái tính chất y phục này dùng làm phương tiện, nó chỉ là tứ đại sở sanh, người dùng y cũng là duyên đại, phi chúng sanh thọ giả tánh không.
Y phục, chỗ ở và thuốc men thì đôi khi chúng ta quên, tại vì đó là những cái vật mà sử dụng hàng ngày, nhưng mà cái vật thực đó là cái vật dụng nó làm cho chúng ta no, và khi đói chúng ta nhớ tới nó thì nó sẽ là một cái tâm dính mắc mạnh mẽ. Khi mà đói thì chúng ta nhớ đến cái vật thực, và khi có vật thực ngon thì chúng ta sẽ bị dính mắc. Cho nên cái lúc mà quán tưởng vật thực là cái lúc mà quán tưởng rất là khó. Vật thực này dùng làm phương tiện, đó chỉ là đại sở sanh. Chúng ta sẽ quán về về cái tính chất của cái vật dụng đó, giống là lá y hay là món ăn, nó cũng là cái tứ đại thôi, và chính bản thân mình cũng là tứ đại thôi. Không có cái gì là của ta, không có cái gì là ta hết. Quán như vậy thì chúng ta sẽ không có sự dính mắc ở trong cái vật dụng đó. Thứ hai đó là phép quán tưởng về sự nhòm gớm. Những cái vật dụng này như lá y, khăn tắm, chiếc khăn tay, cuốn sách, cái bàn, những cái vật dụng này hay là món ăn, khi chưa đụng đến cái thân tứ đại này của chúng ta đó thì nó còn tốt đẹp, nó còn mới mẻ. Nhưng một khi đụng vào cái thân tứ đại này rồi thì đáng nhòm gớm biết bao. Giống như vật thực mà chúng ta bỏ vào miệng chúng ta nhai đó, trước khi đó chúng ta nhìn nó đẹp, nhìn nó hấp dẫn, mùi vị thơm ngon, nhưng mà khi một khi chúng ta đã cho vào miệng và chúng ta nhai rồi đó, chúng ta cứ tưởng tượng khi mà chúng ta nhai như vậy mà chúng ta nhả ra thì chính bản thân mình còn nhòm gớm, nói chi là người khác. Chính vì cái sự quán tưởng, cái phương pháp này giúp cho cái người thọ dụng vật thực không có cái sự yêu thích dính mắc ở trong cái vật thực đó. Và cái phép quán tưởng thứ ba cũng như là thứ tư giống nhau, chỉ khác nhau cái thời, đó là trong khi thọ dụng và sau khi thọ dụng. Giống như là chân chánh quán tưởng rằng ta thọ dụng vật thực không phải để vui đùa, không ham mê vô độ, không phải để trang sức, không tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được bảo trì mạnh khỏe, để tránh sự tổn thương, để trợ duyên phạm hạnh, cảm thọ cũ được trừ, thọ mới không sanh khởi và sẽ không lầm lỗi, ta sống được an lành. Quý vị thấy là khi thọ dụng cái một cái món ăn, không đơn thuần là chỉ ăn ngon, ăn no, mà cùng bên cạnh đó cái người xuất gia cần phải biết cái cách để mà làm cho cái tâm của mình không bị dính mắc vào cái món ăn đó. Quý vị thấy là một vị xuất gia không phải không hề đơn giản chút nào, nhưng mà không cũng không là quá khó nếu quý vị muốn trở thành một vị xuất gia, bởi vì những cái phương pháp này đều có thể tập luyện được hết. Và kính thưa quý vị, thì nói riêng là cuộc đời cuộc sống của một vị xuất gia cần phải có những cái phận sự như thế. Nói cho quý vị được hiểu rõ hơn về cái cuộc đời của một vị xuất gia để quý vị có thể quý hơn và không có cái sự so sánh đối với một cái cuộc đời của một người cư sĩ hay là một cuộc đời với một cuộc đời của vị xuất gia. Và bốn cái cách quán tưởng này Tịnh Đạt thiết nghĩ Đức Phật ngày dạy không chỉ riêng cho người gia không, mà kể cả người tại gia cư sĩ chúng ta cũng có thể áp dụng được. Chúng ta mặc đồ đó, rồi chúng ta dùng thức ăn, chúng ta ở những cái ngôi nhà hay là những chiếc xe, rồi chúng ta sử dụng những cái loại thuốc, thuốc trị bệnh hay thuốc bổ. Trong khi chúng ta sử dụng như vậy thì chúng ta hãy nhớ để nghĩ rằng, ít nhất là chúng ta phải nghĩ rằng đây là những cái món đồ mà nó cũng là kết thành từ tứ đại đất nước lửa gió, và bản thân mình sử dụng nó cũng là đất nước lửa gió. Và cái tứ đại này, cái vật dụng này khi mà xúc chạm với cái bản thân mình, cái tứ đại của mình đó, thì cái vật dụng đó nó rất là
đáng gốm, đáng nhòm gốm. Mấy vị cứ thử hình dung lại đi, hình dung lại một cái chiếc ly đẹp, một cái chiếc ly đẹp gót vào một cái món nước thức uống ngon, nhưng mà khi mà đem ra đãi khách đó, thì mỗi người một ly. Nhưng mà lỡ mà chúng ta cầm cái ly của chúng ta đó mà chúng ta mời người khác cũng cái ly đó thì được cho là mất lịch sự. Bởi vì sao? Tại sao là mất lịch sự? Tại vì cái vật dụng đó đã đi, đã đụng chạm với cái thân thể mình rồi, thì cái vật dụng đó nó trở nên đáng đáng gốm, đáng đáng nhồm gốm, đáng bỏ đi, chứ không thể nào mà dùng cái vật dụng đó và mời người khác được. Đó, khi mà chúng ta hình dung được cái việc như vậy đó, thì khi mà chúng ta ăn ngon, chúng ta uống ngon, chúng ta mặc đẹp, chúng ta ở những cái tòa nhà cao lớn, thì chúng ta sẽ bớt đi cái sự dính mắc, bớt đi cái sự phù miệng phiền muộn khi mà cái vật đó nó hư hao, cái vật đó nó bị mất đi, cái vật đó nó bị không còn là sở hữu của mình nữa. Đấy là một cái điều rất là quan trọng. Bởi vì quý vị sống ngoài xã hội, quý vị có gặp rất là nhiều trường hợp, nhất cha mẹ già hay là cái người có nhiều tài sản thường hay bị dính mắc vào cái tài sản đó, và dính mắc không thì không nói gì, đôi khi nó dẫn cái cuộc tranh cãi, những cái cuộc là để mà giành giật lẫn nhau, và cái người lớn tuổi thì không có thể không không thể nào buông tay cái tài sản đó, và dẫn đến một cái hậu quả rất là khổ. Tức là cái người người lớn thì không buông mà người nhỏ thì tranh giành, và cuối cùng cái người lớn và cả người người nhỏ đều chịu một cái sự phiền muộn giống như nhau. Và kính thưa quý vị, thì qua cái câu kệ ngôn Pháp Cú số 240 này thì nè, cũng xin chia sẻ với quý vị một cái chút xíu về cái cuộc đời của một vị xuất gia, và cũng qua cái câu chuyện này kể cả người xuất gia và người tại gia cư sĩ, tất cả cái người học Phật của chúng ta cũng rút một cái bài học kinh nghiệm khi sử dụng vật dụng như là y phục, như là vật thực, như là chú sứ, như là thuốc men. Chúng ta cũng nên nhớ tưởng, quán tưởng những vật dụng đó, đó chỉ là tứ đại, đó chỉ là cái vật đáng nhòm gốm khi mà đụng vào cái thân thể này, và đó chỉ là cái vật để che thân, tránh cái đồ, tránh điều hổ thẹn, đó là chỉ cái vật để nuôi mạng, không phải để đẹp đẽ, không phải để vui đùa, vân vân. Thì lúc đó chúng ta sẽ sử dụng nó một cách rất là thoải mái, và chúng ta không có bị dính mắc phiền muộn khi chúng ta không còn sở hữu cái điều đó nữa. Và Tịnh Đạt xin kết thúc cái buổi chia sẻ thông qua câu kệ ngôn Pháp Cú số 240 này. Kính chúc chư tăng và quý vị có được cái sự an lành trong lời dạy của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhà kính mời vị MC trở lại với diễn đàn của chúng ta. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt đã giảng bài học Pháp Cú số 240 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học làm theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân đại đức và dạ, con kính thỉnh thường tọa minh hạnh chúc phúc cho chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, dạ con kính dân. Tôi sắp